thì đại diện Thái Lan Diamond Food là đội nhất bảng, và đứng ở vị trí thứ hai là Liao Ninh Dong Hua, đại diện của Trung Quốc đứng ở vị trí nhì bảng. Do đó đội nhất bảng A sẽ chạm trán với đại diện của Trung Quốc và đội nhì bảng A sẽ đối mặt với đại diện của Thái Lan. Đây là những trọng tài sẽ điều khiển trận đấu giữa Kingwell Taipei và Sports Center One, các trọng tài tới từ Trung Quốc và Hồng Kông Trung Quốc. Trọng tài số 1 là ông Phan Gao Xiang và trọng tài thứ hai là bà Leon Yin Zhang. Trọng tài nữ là người tới từ Hồng Kông Trung Quốc và người điều hành công nghệ Video Challenge ở trận đấu này là trọng tài tới từ Kazakhstan, Alu Akulova Yulia. Trong trận đấu ngày hôm nay thì các cô gái Sports Center One sẽ thi đấu trong bộ trang phục màu vàng quen thuộc của mình. Ở phía bên kia thì đại diện của Đài Bắc Trung Hoa là những cô gái thi đấu trong bộ trang phục áo trắng xanh. Trong trận đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà thì theo thông lệ đội khách sẽ là những người được giới thiệu trước tiên. Ngày hôm nay thì đội hình xuất phát của các cô gái Kingwell Taipei vẫn là những gương mặt quen thuộc của họ. Họ giữ nguyên đội hình xuất phát so với lượt trận tại vòng 2 của bảng A, khi mà Kingwell Taipei đã vượt qua Paykan đại diện của Iran với tỷ số 3-1. Những cái tên xuất phát trong đội hình của Kingwell Taipei gồm có số 5 chủ công Yu Fang Yu, số 7 chủ công Lin Chu Ho, số 9 phụ công Kan Ko Hui, số 11 là đối chuyền Flavio, số 12 chuyền 2 Liao Yin Chen, số 13 phụ công Chai Quin Ya. Chỉ có một sự thay đổi so với danh sách xuất phát của Kingwell Taipei ở lượt trận mở màn của bảng A, khi họ chạm trán với Hisamitsu Spring. Đó là vị trí của Oliveira, cầu thủ đã bị lật cổ chân trong trận đấu đầu tiên. Và ngày hôm nay thì ngoại binh người Brazil được cất trên băng ghế dự bị. Còn đây là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, người dẫn dắt Sports Center One và cũng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có nhiều sự thay đổi so với hai lượt trận đã qua, khi mà các tuyển thủ của chúng ta đều đã có được những thắng lợi trước đại diện của Nhật Bản và đại diện của Iran. Đội xuất phát của Sports Center One ở trận này gồm có chủ công mang áo số 3 đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, phụ công mang áo số 9 Trần Thị Bích Thủy, số 14 chuyền 2 Võ Thị Kim Thoa, số 15 phụ công Nguyễn Thị Trinh. Lần đầu tiên Nguyễn Thị Trinh được thi đấu tại giải đấu lần này. Số 17 đối chuyền Đoàn Thị Xuân và số 20 chủ công Trần Tú Linh. Chuyền 2 Võ Thị Kim Thoa sẽ là người thực hiện cú phát bóng để mở màn cho cuộc đọ sức đáng chờ đợi ngày hôm nay. Pha phối hợp tấn công ở vị trí số 3 của các cô gái Kingwell Taipei. Đánh biên. Bóng ra ngoài. Nhưng trọng tài phất cờ báo hiệu đã có lỗi để bóng chạm tay chắn của các cô gái Sports Center One. Điểm đầu tiên đã thuộc về Kingwell Taipei. Và ngay lập tức, ban huấn luyện của Sports Center One đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại của mình. Nếu bóng không chạm tay chắn thì chúng ta sẽ là những người giành được điểm đầu tiên trong trận đấu này. Các cô gái Việt Nam đang thi đấu với tinh thần rất lạc quan và hứng khởi sau khi đã sớm giành tấm vé góp mặt ở vòng bán kết. Chiến thắng đáng nhớ nhất của chúng ta ở vòng đấu bảng chính là việc đã vượt qua đại diện của Nhật Bản, Hisamitsu Spring, với một chiến thắng có thể nói là thuyết phục. Bóng không chạm tay chắn, cảm quan của chúng tôi là như vậy. Và điểm dành cho Sports Center One. Một tình huống khiếu nại rất hợp lý và đúng đắn từ ban huấn luyện của Sports Center One. Trong mỗi trận đấu, các đội bóng sẽ không bị giới hạn lượt khiếu nại của mình, nhưng mỗi đội sẽ chỉ có 2 lần được khiếu nại sai. Tấn công ở vị trí số 2. Nỗ lực cứu bóng rất đáng khen ngợi của chuyền 2 Kim Thoa. Nhưng tiếp theo sẽ là cơ hội dành cho Kingwell Taipei. Lần này thì Flavio đã ghi điểm. Ngoại binh mang áo số 11 là một trong những mũi công đáng lo ngại nhất đối với hàng phòng ngự của Sports Center One. Một trong những cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất cho đại diện của Đài Bắc Trung Hoa sau hai lượt trận vừa qua. Và bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Flavio. Flavio không phải là cầu thủ có kỹ năng phát bóng tấn công. Những tình huống đánh hàng sau, những pha tấn công ở vị trí số 2 của cầu thủ này rất uy lực. Đoàn Thị Xuân.
Lại thêm một tình huống tấn công ở vị trí số 3. Đây là câu trả lời của Thanh Thúy và điểm thứ hai dành cho Sport Center One. Trước trận đấu này thì chúng tôi đã rất băn khoăn về việc liệu ban huấn luyện của Sport Center One, mà thực chất là đội tuyển quốc gia Việt Nam, có lựa chọn đối thủ của mình cho lượt trận bán kết sắp tới hay không. Trung Quốc và Thái Lan đều là những cường quốc ở châu Á ở môn bóng chuyền nữ. Và về thực lực thì có thể nói hai đội bóng này đều là những đối thủ khó nhằn đối với các cô gái của chúng ta. Nếu được lựa chọn thì có lẽ nhiều người sẽ lựa chọn Ante, đại diện tới từ Kazakhstan. Mặc dù đây là đội bóng có chiều cao ấn tượng, nhưng họ lại chậm hơn nhiều so với các vận động viên của Trung Quốc cũng như là Thái Lan. Đưa bóng ra biên cho Tú Linh. Nỗ lực cứu bóng không thành công của Kingwell Taipei và điểm thứ 3 dành cho các cô gái Việt Nam. Lần thứ 3 trong set đấu này chúng ta vươn lên dẫn trước đối thủ. So với đội hình xuất phát ở cả trận đấu gặp Paycan cũng như Hisamitsu Spring thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đều có những sự thay đổi. Lần đầu tiên phụ công Nguyễn Thị Trinh góp mặt trong đội hình gia quân của Sports Center One, và cũng là lần đầu tiên cô thi đấu ở giải đấu lần này. Trước lượt trận cuối cùng thì Nguyễn Thị Trinh không có bất cứ phút nào ra sân trong màu áo của Sports Center One. Nguyễn Thị Trinh là sự lựa chọn thay thế cho Bích Tuyền, người không may đã dính chấn thương lưng ngay trước khi AVC Club 2023 khởi tranh. Và những thông tin mới đây cũng xác nhận Bích Tuyền thậm chí còn không tham dự cả SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia sắp tới. Đó thực sự là một thông tin đáng buồn với các cổ động viên yêu mến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhưng trước khi nghĩ tới câu chuyện ở SEA Games 32, chúng ta hãy cùng dành tất cả sự tập trung cho những diễn biến tại giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á VTV Cup Cup năm 2023, nơi mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang có hành trình thực sự là rất ấn tượng. Tấn công hàng sau, cú đánh của Flavio, nhưng Kim Thoa đã bắt bước một tốt. Tiếp tục sẽ là cơ hội dành cho các cô gái Đài Bắc Trung Hoa. Đánh biên. Hai tình huống bắt bước một chưa thực sự thuận lợi của Sport Center One, và chúng ta đang liên tiếp phải đối mặt với những tình huống tấn công của đối phương. Nhưng đó là một pha chắn bóng tốt với sự góp mặt của Đoàn Thị Xuân. Đối chuyền mang áo số 17 đã được lựa chọn trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở trận đấu này. Và cũng thêm một sự thay đổi đáng chú ý khi libero Lê Thị Thanh Liên cũng được sử dụng ngay từ đầu, thay cho libero đã thi đấu rất ấn tượng ở lượt trận thứ hai khi chúng ta đánh bại Hisamitsu Spring. Đó là Nguyễn Khánh Đăng. Thanh Thúy vừa lĩnh chọn một cú đập từ sau vạch 3m rất mạnh từ Flavio. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của phụ công bên phía Kingwell Taipei. Không được, pha phối hợp không tốt giữa Thanh Thúy và Kim Thoa. Nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công cho Bích Thủy. Chắn bóng thành công, đó là Tú Linh. Hoan hô Tú Linh. Một mình chủ công mang áo số 20 đã có thể ngăn chặn tình huống tấn công vừa rồi của các cô gái Kingwell Taipei. Và 7-3 dành cho Sport Center One. Tình huống bay sau bỏ nhỏ không thành công là của phụ công Sai Quyên Giao. Đoàn Thị Xuân phát bóng. Tấn công biên. Hàng trắng của chúng ta vẫn đang hoạt động rất tốt trong những phút đầu. Flavio lại là một tình huống chắn bóng tốt nữa với sự góp mặt của Bích Thủy và cả Tú Linh nữa. Các cô gái áo vàng đang mang tới niềm hân hoan cho số đông cổ động viên góp mặt tại nhà thi đấu Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Để có được tấm vé vào sân ngày hôm nay thực sự là rất khó khăn với các cổ động viên của chúng ta. Những thông tin từ các phóng viên của Allsport VTV Cup từ Vĩnh Phúc chia sẻ rằng nhiều cổ động viên đã phải xếp hàng từ sáng sớm nhưng cũng không có được tấm vé để vào sân.
lần hội ý kỹ thuật đầu tiên trong trận đấu và cũng là lần đầu tiên trong xét đấu mở màn này. Từ set 1 tới set 4 thì mỗi set đấu sẽ có 2 lần hội ý kỹ thuật technical timeout. Mỗi lần hội ý này kéo dài 60 giây vào thời điểm điểm số thứ 8 và điểm thứ 16. Tình huống đánh lén chưa mang lại điểm số cho King Will Taipei và ngay sau đó thì Việt Nam có câu đáp trả. Một pha phối hợp đánh nhanh của Bích Thủy. Bích Thủy và Kim Thoa đã tìm thấy nhau ở tình huống phối hợp tấn công vừa rồi. 9-3 dành cho Sport Center One. Tú Linh, cú đập bóng tốt của Tú Linh. Một pha tấn công vào vị trí số 6, nơi mà khoảng trống của đối phương đã lộ ra khá rõ. Tú Linh rất quyết đoán ở cú đánh biên vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Không có bất cứ cầu thủ nào phòng ngự ở khoảng vị trí giữa số 5 và số 6 bên phía Kingwell Taipei. Cách biệt đã được nâng lên rất lớn ngay từ những điểm số đầu tiên của set đấu mở màn. Nhưng vừa rồi thì Flavio đã rút ngắn cách biệt cho đại diện của Đài Bắc Trung Hoa. Trong trận đấu đầu tiên của Kingwell Taipei tại vòng đấu bảng thì Flavio đã ghi được tới 32 điểm, cũng là một con số rất ấn tượng. Một con số đó thì có thể nói là chưa bằng Thanh Thúy của chúng ta, người đã có được tới 39 điểm ở trận đấu thứ nhất. Tại lượt trận thứ hai thì Thanh Thúy cũng góp công với 20 điểm và vẫn là mũi công ghi được nhiều điểm nhất cho Sport Center One. Thanh Thúy thực sự là ngôi sao lớn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đánh biên, pha bỏ nhỏ của Flavio và đây là cơ hội tấn công dành cho các cô gái áo vàng. Bích Thủy ghi điểm. Tinh thần hưng phấn sau khi sớm hoàn thành mục tiêu đề ra ở giải đấu lần này, đó là mục tiêu top 4 mà thầy trò viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã đề cập tới trước khi ABC Club 2023 khởi tranh. Chúng ta có hai giải đấu khá sát nhau, ABC Club và nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games 32. Nên huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng không muốn đặt áp lực quá lớn cho các học trò của mình. Lần hội ý đầu tiên của Kingwell Taipei, họ xin dừng set đấu thứ nhất để hội ý. Trong mỗi set đấu thì các đội bóng sẽ có 2 lần để hội ý với quãng thời gian mỗi lần kéo dài 30 giây. Và trong những giải đấu lớn, những sân chơi quốc tế thì chúng ta như đã nói sẽ có thêm 2 lượt hội ý kỹ thuật nữa. Tú Linh sẽ là người thực hiện cú phát bóng này. Cách biệt đang lên tới 8 điểm và lại là một tình huống phòng thủ lung tung nữa của các cô gái Kingwell Taipei. Ngày hôm nay vẫn xuất phát với những con người quen thuộc. Đội hình được giữ nguyên sau chiến thắng trước Paycan ở vòng 2. Và chỉ có một sự thay đổi so với sơ đồ đã xuất phát trong trận đấu gặp Hishamitsu Spring ở vòng đấu thứ nhất. Nhưng Kingwell Taipei đang thi đấu khá chệch choạc trong trận đấu này. Đánh biên. Mũi công nguy hiểm nhất của đội bóng tới từ Đài Bắc Trung Hoa vẫn là Flavio, ngoại binh người Brazil. Trong đội hình của Kingwell Taipei họ có hai ngoại binh người Brazil. Một là Flavio, người chơi vị trí đối chuyền, và cái tên còn lại là Oliveira, cầu thủ đánh ở vị trí phụ công. Oliveira đang không có được thể trạng tốt nhất nên đang không được sử dụng ngay từ đầu. Bây giờ thì đại diện của Đài Bắc Trung Hoa sẽ sử dụng quyền khiếu đại. Họ nghĩ rằng bóng chạm tay chắn ở tình huống vừa rồi. Không chạm tay của ai cả.
Và lại là điểm số dành cho các cô gái Việt Nam. Hai tình huống khiếu nại kể từ đầu trận đấu cho tới giờ đều là những tình huống khiếu nại bóng chạm tay chắn. Nhưng Việt Nam thì khiếu nại thành công khi bóng không chạm tay chắn của chúng ta. Còn đối phương thì mất đi một lượt khiếu nại của mình trong set đấu này. Tú Linh tiếp tục phát bóng. Khoảng cách giữa hai đội đã lên tới 10 điểm ở set đấu mở màn. Nỗ lực cứu bóng của Tú Linh. Đoàn Thị Xuân vừa là người đưa bóng sang phần sân bên kia. Tấn công ở vị trí số 2, chắn bóng tốt. Ngày hôm nay thì hàng chắn của Sport Center One thi đấu quá hiệu quả thưa quý vị. Khả năng phòng thủ tuyệt vời của các cô gái Việt Nam giúp cho Sport Center One tạo ra một lợi thế vô cùng lớn trước đối thủ ngay ở set đấu thứ nhất. Lần này thì đội trưởng Thanh Thúy là người đã chắn bóng thành công. Với chiều cao 1m93 của mình, Thanh Thúy đương nhiên có nhiều ưu thế trong những tình huống phòng thủ trên lưới. Flavio lại là một pha chắn bóng tốt nữa, và lần này là Bích Thủy. Tuyệt vời các cô gái Việt Nam. Chúng ta đang thi đấu quá hưng phấn, còn ở phía bên kia thì đối thủ dường như đang bị khớp. Ở lượt trận đầu tiên của King Well Taipei, khi chúng ta theo dõi đội bóng này đọ sức với Hisamitsu Spring thì thực sự là chúng ta đã cảm thấy vô cùng lo ngại về khả năng phòng ngự, những tình huống xử lý bước một của hai đội bóng Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng khi các cô gái Việt Nam đã vượt qua được Hisamitsu Spring để tạo lợi thế lớn và sau cùng giành tấm vé sớm góp mặt ở vòng bán kết, thì bây giờ những lo ngại đó đã được xua tan. Chúng ta đang chơi rất tốt trước những đối thủ mạnh ở bảng A. Khó đấy, có cái Linh đằng sau rồi. Đằng sau rồi. Lần hội ý kỹ thuật thứ hai đã kết thúc, và đó cũng là lượt technical timeout cuối cùng trong set đấu thứ nhất. Lợi thế đang là rất lớn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Tú Linh tiếp tục phát bóng, cầu phát bóng rất dài của chủ công Tú Linh. Chắn bóng rất hay. Những tình huống chắn bóng tốt của các cô gái áo vàng đang khiến cho đối phương hoàn toàn bị động. Đánh bóng nhanh, đó là Bích Thủy, tuyệt vời. Tiếp tục có điểm dành cho Sport Center One. Nhiều khán giả thắc mắc rằng tại sao một giải đấu cấp câu lạc bộ mà chúng ta lại cử đội tuyển tham dự. Thực tế thì điều này đã có tiền lệ trước đây. Những đội bóng chủ nhà hoàn toàn có cơ hội để có thể thương thảo và cử những đội bóng với chất lượng chuyên môn cao tham dự AVC Club. Thanh Thúy, đường truyền không tốt của đồng đội so với chiều cao và tầm vào đà của Thanh Thúy. Thanh Thúy! Bóng chạm lưới và đi ra ngoài. Cuối cùng chuỗi lên điểm của chúng ta cũng đã khép lại. Nhưng khoảng cách giữa hai đội vẫn đang là rất lớn. Pha phối hợp đánh chồng không thành công của các cô gái Việt Nam. Lần này thì Thanh Thúy không mắc lỗi nữa. Phá dứt điểm rất dứt khoát ở biên 4. Và tấn công tốt của các cô gái King Well Taipei. Đổi và điểm dành cho đội bóng Đài Bắc Trung Hoa 6-18. Thì ngay lập tức thì các cô gái Việt Nam đã giành lại quyền phát bóng. Có cảm giác chúng ta đang chơi trên cơ so với đối thủ. Những tín hiệu thực sự là rất lạc quan để các cổ động viên yêu mến bóng chuyền nữ Việt Nam có thể nghĩ tới một chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Và qua đó chúng ta có thể giành ngôi
nhất bảng A. Bóng ngoài, tình huống tấn công là của Flavio. Ngoại binh người Brazil đã yêu cầu ban huấn luyện sử dụng quyền khiếu nại. Cô cho rằng bóng đã chạm tay chắn sau cú đánh ở vị trí vừa rồi. Một pha tấn công ở vị trí số 2 của Flavio. Lần khiếu nại trước đó của đại diện tới từ Đài Bắc Trung Hoa đã không thành công. Không biết lần này sẽ ra sao. Có vẻ như không chạm tay chắn thưa quý vị. Thêm một tình huống khiếu nại không thành công nữa của Kingwell Taipei. Và họ không còn bất cứ một lượt khiếu nại nào cho trận đấu thứ nhất nữa sau hai tình huống khiếu nại sai của mình. Dấu hiệu tâm lý gánh nặng sẽ đè lên đôi vai của các cô gái Đài Bắc Trung Hoa sau những tình huống nhận định sai của mình. Và thế trận cũng đang không thuộc về họ ở thời điểm này. Khoảng cách rất lớn lên tới 14 điểm. Đó là pha ghi điểm của Đoàn Thị Xuân. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nổi tiếng là một huấn luyện viên có khả năng dùng người, những tính toán thay đổi chiến thuật rất hợp lý vào từng thời điểm khác nhau. Chúng ta đã thấy được điều đó khi ông sử dụng học trò cương Vi Thị Như Quỳnh trong trận đấu với đại diện Nhật Bản Hisamitsu Spring. Và ngày hôm nay thì một học trò khác của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở cấp câu lạc bộ, đó là Đoàn Thị Xuân, cũng đang thi đấu tốt ở trận đấu này. Pha phối hợp đánh lao điều chỉnh chưa mang lại điểm cho các cô gái Việt Nam. Phòng thủ tốt, tấn công ở vị trí số 2 không được. Lần này thì cú đánh của Đoàn Thị Xuân đã bị block bởi chủ công Lin Shuo. Lin Shuo cùng với số 5 Yu Fang Yu và đối chuyền Flavio là ba mũi công lợi hại nhất của đại diện Đài Bắc Trung Hoa. Cầu phát bóng của Flavio, tấn công ở vị trí số 3. Vẫn cứu bóng thành công, nhưng tiếp theo sẽ là cơ hội cho các cô gái Đài Bắc Trung Hoa bỏ nhỏ. Không được. Tú Linh, cú đập bóng không qua lưới của chủ công mang áo số 20. Khá tiếc nuối trong cú đập bóng sau vạch 3m vừa rồi của Tú Linh. Ở cầu phát bóng của mình thì Tú Linh đã ghi một liền một mạch 7 điểm. Một trong những chuỗi lên điểm dài nhất kể từ đầu trận đấu cho tới giờ. Và chuỗi lên điểm đó đã góp phần giúp cho Sport Center One đang tạo ra một cách biệt thực sự là rất lớn với đối phương. Chúng ta cùng chờ đợi tình huống phát bóng tấn công của chủ công Thanh Thúy, đội trưởng của Sport Center One. Đó là tình huống tấn công tốt của Đoàn Xuân. Flavio rời sân và nhường lại vị trí cho cầu thủ mang áo số 4. Đó là Chen Li Jung. Số 4 cũng là một chuyền hai bên phía Kingwell Taipei. Như vậy là chuyền hai chính của đội bóng Đài Bắc Trung Hoa cũng đã được thay ra. Cầu thủ mang áo số 12 Liao Yiyan cũng là một gương mặt rất khả ái và giành được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi cô đến Việt Nam lần này. Kingwell Taipei thực chất là đội bóng tiền thân là đội bóng Attack Line, đội bóng cũ của Trần Thị Thanh Thúy. Trong khoảng thời gian 2017-2018 thì Thanh Thúy đã đầu quân cho đội bóng này. Tú Linh,
Pha phòng ngự thành công của Kingwell Taipei, nhưng tiếp theo sẽ là cơ hội tấn công cho các cô gái Việt Nam. Cú đánh của Đoàn Thị Xuân chưa mang về điểm số. Tình huống vừa rồi với một pha tấn công ở vị trí số 3 thì phụ công Can Co Huy đã ghi điểm. Đây là phụ công có chiều cao ấn tượng. Phụ công mang áo số 9 này có chiều cao 1m88 và cô là cầu thủ có khả năng bật đà tốt nhất bên phía Kingwell Taipei. Khả năng bật đà 3m12. Tú Linh bỏ nhỏ. Tiếp tục là Tú Linh. Nỗ lực bỏ nhỏ lần thứ hai chưa thành công. Và tấn công tốt của các cô gái Đài Bắc Trung Hoa. Một cú đánh vào vị trí số 1 bên phần sân của Sports Center One. Chúng ta đã để lộ ra khoảng trống. Và dứt điểm lách chắn thành công ở vị trí số 2 của Kingwell Taipei. Đánh biên. Thêm một cú đập chéo sân tốt nữa của các cô gái Đài Bắc Trung Hoa. Pha ghi điểm vừa rồi là của chủ công Yu Fang Yu. Có lẽ là ban huấn luyện của Sports Center One đã quyết định sử dụng quyền hội ý của mình trong xét đấu thứ nhất. Đây cũng là lần đầu tiên huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt yêu cầu hội ý. Cái góc đấy không thể chắn được. Mà em phải chịu phòng thủ bằng được cái quả bóng đấy. Nhá. Nhớ vào. Nó sai bé của bóng này hồi đấy các hôm rồi. Em không sai nhưng em Xuân ơi. Chị ơi. Chị ơi chỉ đánh được đằng trước không đánh đằng sau à? Thế thì chạy bay đi. Chạy về khoa truyền đi. Dạ dạ. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi thì chúng ta sẽ giành được thắng lợi trong xét đấu mở màn. Quý vị đang theo dõi lượt trận cuối cùng của vòng đấu bảng tại giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023. Trận đấu giữa Kingwell Taipei, đại diện của Đài Bắc Trung Hoa, và Sports Center One, đại diện của chủ nhà. Chúng ta vừa có điểm thứ 24 và có lẽ là xét đấu thứ nhất sẽ thuộc về các cô gái Việt Nam. Khoảng cách là quá lớn. Nguyễn Thị Trinh sẽ là người thực hiện cú phát bóng này. Nguyễn Thị Trinh đang gặp một vết đau ở gối nhưng ngày hôm nay vẫn có mặt trên sân. Chắn bóng tốt và chúng ta đã có được thắng lợi trong xét đấu mở màn bằng tỷ số cách biệt 25-12. Một xét thắng sâu của các cô gái Sports Center One. Và quý vị cũng lưu ý rằng trận đấu của chúng ta đang được tường thuật trực tiếp trên kênh All Sport News thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Và sau khi xét đấu thứ nhất khép lại thì quý vị hãy tải ứng dụng OnPlus để theo dõi trọn vẹn những diễn biến của cặp đấu này, hoặc bật kênh All Sport News trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup để theo dõi trận đấu ngày hôm nay. We'll be right back.